người gian khó, tiền không có nên lòng ưu phiền. Người nhiều tiền quá cũng xin âu lo, chút thêm ưu phiền. Các cháu bé học nhiều quá cũng luôn ưu phiền. Và nhiều người lớn hết yêu thương nhau cũng xin ưu phiền. Tiền không có ở đây há chẳng hay ho gì. Tiền nhiều đó không ca hát cũng không vui gì. Cứ ngước mắt tìm hạnh phúc nơi tận chân trời. Để rồi từ đó trái tim yêu tư hay điều thương đời. Hãy giữ lấy niềm hạnh phúc trong mỗi con người. Là từng ngày sống với bao yêu thương, với bao tiếng cười. Cất tiếng hát hòa cùng với trái tim yêu đời. Để nụ cười mãi trăm tươi trên môi, đóa hoa xuân ơi. Tài đã hỗ trợ rất là nhiều cho bài hát Jambalaya của Thành Bạch. Một tràng pháo tay, ca sĩ, nhạc sĩ Chí Tài. Cảm xúc của anh Chí Tài khi được tham gia chương trình như thế nào ạ? Đây là lần đầu tiên được đứng trên sân khấu của chương trình Gương Mặt Thân Quen. Thì Chí Tài thấy hôm nay là một chương trình rất là vui. Ban giám khảo thì lúc nào cũng có những nhận xét rất là chính xác, nhưng mà không kém phần là hài hước. Đó là cái đặc biệt của cái chương trình này. Và khán giả tham dự chương trình này cũng rất là dễ thương. Đặc biệt là các thí sinh, mỗi người đều có một cái thể hiện rất là đặc biệt. Mà không ngờ, ở ngoài đời thường thì không thấy, mà lên sân khấu này mới thấy. Thì Chí Tài xin chúc cho tất cả các thí sinh có tham dự ngày hôm nay càng ngày càng có những sáng kiến hay. Và ban giám khảo lúc nào cũng vui vẻ và khỏe mạnh. Thưa quý vị, các nghệ sĩ Chí Tài luôn vui khỏe và yêu đời, yêu nghệ thuật. Xin cảm ơn.